Xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay là về được 10 cặp của KQZ Koriwajima nè, Rim. Đây, cái này anh em nhìn quen không? Chắc là nhiều anh em quen đúng không? Tại nó là cái củ đề 110 hàng nội địa Thái của Đạt hay đăng anh em. Thì này nó có cái phục 110, quen cái phục Rim hàng nội địa Thái ha. Đẹp lắm anh em ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Tì phục nó hơi vàng vàng nha anh em, rất là đã nha. Tì phục nó có cái độ vàng. Cái đèn này, cái đèn nó hơi trắng này. Đây này, anh em thấy cái tì phục nó sẽ hơi vàng vàng không? Đó. Mình người nhỏ Rim Thái nha anh em nha. Mình người nhỏ Rim Thái luôn. Chân phục rất đẹp nha. Chân phục này, chân phục cái dạng si đời 99 này nè. Đẹp lắm. Một kỳ đẹp luôn em. Về được 10 cặp nha. 10 cặp nói chung là ok đó nè, 10 cặp dễ chơi. Cái này nó của Koriwajima nha anh em nha, hàng chính hãng Koriwajima chứ không phải hàng nhái anh em nha. Hàng chính hãng nên là anh em yên tâm. Nó cũng giống như cai pha đó, nhưng mà chất lượng nó ngon hơn cai pha nhiều và cái giá thì tốt hơn. Mình coi cái giá bao nhiêu bán nha anh em. Cái này mình thấy ngon quá, mình nhập trước 10 bộ, mình thực sự cầm trên tay nó rưng rưng luôn em. Nè, nhìn trong hình nó đâu có đẹp mấy đâu. Nhìn trong hình đâu có đẹp mấy đâu nè. Trong hình nhìn nó cũng đẹp mấy. Mà ra ngoài đẹp lắm nha. Rồi, mình cầm trên tay đặt nè. Đẹp cực kỳ luôn. Đó, nó là ok ha. Đây nè. Kể cả cái phần mình không đền ở dưới này anh em thấy nó còn vàng luôn nè, thấy không? Chưa, không đền này nó vàng luôn. Chân là phục là người mình người nhỏ luôn nha. Nhưng mà nói chung là mình người này so với lại cái hàng theo xe thì nó không đẹp bằng nha anh em nha. Cái tai phụ này so với theo xe nó sẽ không đẹp bằng, nhưng mà so với cai pha nó ngon hơn á. Cai pha mình người nó không có mình người nhỏ nha. Cai pha nó chỉ có mình người lớn thôi nha anh em nha, nó không có mình người nhỏ nha. Và tiêu của cai pha nó sẽ có chữ cai pha ở trên này luôn, nhìn rất là xấu. Chân phụ của cai pha cũng không bao giờ đẹp bằng chân phụ này. Chân phụ cai pha nhìn nó ghê lắm, nhìn nó kiểu nó bị trắng anh em, chứ nó không có bạc nhưng mà nha. Cai pha chân phụ rất là trắng, rất là xấu nha. Đây này, đầu tiên nó có thể anh em nhìn nó không được vàng quá nhưng ở ngoài đời nó vàng hơn nha. Đời nó vàng hơn. Sợ luôn. Đẹp lắm. Thì cặp để mình coi giá cặp phụ là bao nhiêu. Để anh em đợi xíu. Mới vừa về mình khui ra mình coi đẹp quá này, đang lên cho anh em luôn á. Trời ơi. Bộ cặp phụ này anh em, mức giá của nó có 350.000 thôi anh em ơi. 350.000 thôi. Ha. À, tất nhiên rồi, mới tinh thì nên là anh em yên tâm là ti phục này kia là mới tinh. Về anh em dọn xe rất dễ dọn và đặc biệt là mình người nhỏ nha anh em nha. Mình người nhỏ giống Rim Thái cho anh em. Đó thấy không? Thấy mình người nhỏ không? Nè. Để mình lấy super cho anh em coi mình người nó lớn là như thế nào ha. Anh em mình đợi chút xíu, mình lấy một cặp phục super cho anh em coi. Đây nè. Đây. Đây là cái cặp phục super này, cái mình người nó sẽ là mình người lớn này. Đây, anh em thấy không? Này. Thấy chưa? Cái mình người nó lớn hơn nha anh em nha. Thấy không? Đó. Người nó lớn hơn nè. Anh em thấy không? Nó lớn nhiều luôn á. Cho nên là anh em yên tâm. Đó, đúng Rim Thái cho anh em nha. Đúng Rim Thái cho anh em. Này thì là phục chính hãng của Koriwajima của KQZ nha anh em nha. Hãng Koriwajima này anh em biết rồi đúng không? Hãng này là cái hãng mà hôm bữa mình có qua cho anh em cái củ đề 110 đó. Cái mức giá rất tốt cho anh em nha. Có 350.000 một cặp thôi. Thì đã về 10 cặp. Anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với mình. Nói chung cái giá 350 thì quá là ngon rồi. Anh em lên xe bao đúng phục Thái cho anh em, lên xe cực kỳ ok. Ngon cực kỳ ngon luôn. Đó, có 10 cặp nha. Anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với mình. Còn cái này thì không phải bàn rồi, từ chân, phần chân cho tới phần ống và tới phần ti đều rất đẹp. À, sự ti rất đẹp luôn. Đó, anh em thấy nó vàng vàng không? Thấy chưa? Rất là đẹp nha. Và mình người là mình người tai phục nhỏ luôn. Mình người nhỏ luôn, rất là ok. Thì giới thiệu cũng nhiều rồi, thì anh em nào chúng ta thích thì có thể quan tâm mua về xài thử cho biết. 350 thì thật sự anh em là có một cái phục như thế này là quá là ok. Thì anh em thấy phần chân nó này, giống zin nó khoảng 90% giống zin luôn. Đó, phần chân đó này. Và cá lông đền ở đây là nó vàng bảy màu luôn nha. Chưa? Rất đẹp.
này không phải bàn đâu nè. Anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều và hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Số lượng về được 10 cặp cho nên anh em tranh thủ giúp cho Đạt nha. Xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay là về được 10 cặp của KQZ Korewajima nè, Rim. Đây, cái này anh em nhìn quen không? Chắc là nhiều anh em quen đúng không? Tại nó là cái củ đề 110 hàng nội địa Thái của Đạt hay đăng anh em. Thì này nó có cái phục 110, quen cái phục Rim hàng nội địa Thái ha. Đẹp lắm anh em ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Tì phục nó hơi vàng vàng nha anh em, rất là đã nha. Tì phục nó có cái độ vàng. Để phải cái đèn đi, cái đèn nó hơi trắng này. Đây này, anh em thấy cái tì phục nó sẽ hơi vàng vàng không? Đó. Mình người nhỏ Rim Thái nha anh em nha. Mình người nhỏ Rim Thái luôn. Chân phục rất đẹp nha. Chân phục này, chân phục cái dạng si đời 99 này nè. Đẹp lắm. Cực kỳ đẹp luôn em. Về được 10 cặp nha. 10 cặp nói chung là ok đó nè, 10 cặp dễ chơi. Cái này nó của Korewajima nha anh em nha, hàng chính hãng Korewajima chứ không phải hàng nhái nha anh em nha. Hàng chính hãng nên là anh em yên tâm. Nó cũng giống như Kaifa vậy đó, nhưng mà chất lượng nó ngon hơn Kaifa nhiều và cái giá thì tốt hơn. Mình coi cái giá nó bao nhiêu bán nha anh em. Cái này mình thấy cái ngon quá, mình nhập trước 10 bộ mình thực sự cầm trên tay nó rưng rưng luôn em. Nè, nhìn trong hình nó đâu có đẹp mấy đâu. Nhìn trong hình đâu có đẹp mấy đâu nè. Trong hình nhìn nó cũng đẹp mấy. Mà ra ngoài đẹp lắm nha. Rồi, mình cầm trên tay đặt nè. Đẹp cực kỳ luôn. Đó, rất là ok ha. Đây nè. Kể cả cái phần ông đền ở dưới này em thấy nó còn vàng luôn nè, thấy không? Chưa, ông đền này nó vàng luôn. Chân là phục là người mình người nhỏ luôn nha. Nhưng mà nói chung là mình người này so với lại cái hàng theo xe thì nó không đẹp bằng nha em nha. Cái tai phục này so với theo xe nó sẽ không đẹp bằng. Nhưng mà so với cây pha nó ngon hơn á. Cây pha mình người nó không có mình người nhỏ nha. Cây pha nó chỉ có mình người lớn thôi nha em nha, nó không có mình người nhỏ nha. Và tiêu của cây pha nó sẽ có chữ cây pha ở trên này luôn, nhìn rất là xấu. Chân phục của cây pha cũng không bao giờ đẹp bằng chân phục này. Chân phục cây pha nhìn nó ghê lắm, nhìn nó kiểu nó bị trắng anh em, chứ nó không có bị, nó không có bạc nhưng mà nha. Cây pha chân phục rất là trắng, rất là xấu nha. Đây này, đầu tiên nó có thể anh em nhìn nó không được vàng quá, nhưng ở ngoài đời nó vàng hơn nha. Đời nó vàng hơn. Sợ luôn. Đẹp lắm. Cặp để mình coi giá cặp phụ là bao nhiêu để anh em đợi xíu, mới vừa về mình khu ra mình coi đẹp quá này, đang lên cho anh em luôn á. Ôi ôi, bộ cặp phụ này anh em, mức giá của nó có 350.000 thôi anh em ơi, 350.000 thôi ha. À, tất nhiên rồi, mới tinh thì nên là anh em yên tâm là ti phục này kia là mới tinh, về anh em dọn xe rất dễ dọn, và đặc biệt là mình người nhỏ nha anh em nha, mình người nhỏ giống Rim Thái cho anh em đó, thấy không, thấy mình người nhỏ không nè. Để mình lấy super cho anh em coi mình người nó lớn là như thế nào ha. Anh em mình đợi chút xíu, mình lấy một cặp phục super cho anh em coi. Đây nè. Đây. Đây là cái cặp phục super này, cái mình người nó sẽ là mình người lớn này. Đây, anh em thấy không? Này. Thấy chưa? Cái mình người nó lớn hơn nha anh em nha. Thấy không? Đó. Người nó lớn hơn nè. Anh em thấy không? Nó lớn hơn nhiều luôn á. Cho nên là anh em yên tâm. Đó, đúng Rim Thái cho anh em nha. Đúng Rim Thái cho anh em. Này thì là phục chính hãng của Korewajima của KQZ nha anh em nha. Hãng Korewajima này anh em biết rồi đúng không? Hãng này là cái hãng mà hôm bữa mình có qua cho anh em cái củ đề 110 đó. Cái mức giá rất tốt cho anh em nha. Có 350.000 một cặp thôi. Thì đã về 10 cặp. Anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với mình. Nói chung cái giá 300 nữa thì quá là ngon rồi. Anh em lên xe bao đúng phục Thái cho anh em, lên xe cực kỳ ok. Ngon cực kỳ ngon luôn. Đó, có 10 cặp nha. Anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với mình. Còn cái này thì không phải bàn rồi, từ chân, phần chân cho tới phần ống và tới phần ti đều rất đẹp. À, sự ti rất đẹp luôn. Đó, anh em thấy nó vàng vàng không? Thấy chưa? Rất là đẹp nha. Và mình người là mình người ta phục nhỏ luôn. Mình người nhỏ luôn, rất là ok. Thì giới thiệu cũng nhiều rồi, thì anh em nào chúng ta thích thì có thể quan tâm mua về xài thử cho biết. 350 thì thật sự anh em là có một cái phục như thế này là quá là ok.
Anh em thấy phần chân nó này giống zin, nó khoảng 90% giống zin luôn. Đó, phần chân nó này. Và cá lông đèn ở đây là nó vàng 7 màu luôn nha. Chưa? Rất đẹp. Này không phải bàn đâu nha. Anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Và hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Số lượng về được 10 cặp cho nên anh em tranh thủ giúp cho Đạt nha.